Hôm nay Johnny sẽ học xong phần bài tập của Unit 6, Number and Problem Solving. Thứ nhất là phần Numbers. Ok, bài 1 nha. Write more or less. Mình đã có một cái Number Check. Người ta cho một Number Check đây rồi. Nhìn vào đây mình sẽ biết được số nào lớn hơn và số nào bé hơn. Rồi, ok, bây giờ Johnny sẽ phải viết vào đây là more hay là less. Ok, rất tốt rồi. Rồi, giờ sang cái phần bài 2 này. Match the number sentences with the right answer. Rồi, đây là những cái câu trả lời đúng. Rồi, bây giờ mình sẽ phải nối những cái number sentences ở bên đây sang những câu trả lời đúng này. Ví dụ này. 10 more than 10 thì bằng bao nhiêu? Rồi bây giờ Johnny nối nào. Nối bắt đầu từ đấy. Rồi. Johnny, ok. 10 less than 40. 10 mà less than 40 thì là bằng bao nhiêu? Smaller than 0. Nope. 10. Less than giống kiểu mình count back ấy. Các bác intense đó. Ten. Bắt đầu từ 40 mình count back intense thì đến bao nhiêu? 40. Đúng rồi, 30. Then 20. 10. 10, đúng. Then more than 50. Ok. 10 less than 50. There's only another last one. Okay, good. Split these numbers into tens and ones. Rồi, okay. Tức bây giờ mình sẽ phải chia tách ra. Phần A này là người ta đã làm mẫu cho mình. 11 thì sẽ bằng 10 với 1. Thế thì 12 thì sẽ bằng gì với gì? Easy. 10 và 2. Rồi, 13. Ok. Cái ba cái chữ bên dưới này thì làm ngược lại, đúng không? Người ta đã cho hai phần rồi. Mình tìm cái tổng của nó. Rồi, ok. Hãy xem bài số 4 nhá. Use this tense road. Đây. Tense road là cái này. À 10. Dạ. And these cues to make different numbers. À mình sẽ dùng một cái 10 này và nhiều những cái một nhỏ này để tạo ra những cái số khác nhau. Draw tense rows and cues to show the numbers you made. Write the number. Đây là một cái ví dụ người ta đã làm sẵn cho mình. My drawing, tức là mình sẽ vẽ. Đây là một cái 10 rod và hai cái cube.
thì cái số của mình, what number does it show? Số mình sẽ là 12. Rồi. Bây giờ Johnny sẽ vẽ ra cái 10 rod và những cái cube để tạo ra một cái số bằng bao nhiêu. Rồi, một cái 10 rod là bao nhiêu cái cube đây? 5. Rồi, sẽ số này sẽ tạo ra là số bao nhiêu? Good. Và cho nên cần vẽ thêm một cái nữa thôi. Rồi, một cái 10 rod và bao nhiêu cubes? 6. Rồi, tạo ra số này bao nhiêu? Ok. Rồi, bài này thì rất dễ rồi. Những cái dưới thì Johnny sẽ làm sau. Rồi, rất tốt rồi. Ok. Như vậy là Johnny học xong cái bài số 6, Number and Problem Solving. Của sau thì Johnny học xong bài 7. Ok, goodbye.